Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các bộ ngành địa phương cần khắc phục sớm những vướng mắc, quyết liệt tìm các giải pháp thiết thực hơn để đảm bảo tiến độ cũng như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Không khoan nhượng, quyết tâm ngăn chặn các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 8 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Changi bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 2, theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Singapore trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Đón Thủ tướng, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Nguồn Nhân lực, Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Tan Si Ling, Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Vụ trưởng Vụ lễ tân Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo kiều bào Việt Nam. Bộ trưởng Tan Si Ling cho biết, phía Singapore đặc biệt trông đợi chuyến thăm của Thủ tướng, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trong chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Tan Si Ling mong muốn việc kết nối điện lưới giữa hai nước cần xúc tiến sớm, phấn đấu là hình mẫu cho việc hợp tác về thương mại, kết nối điện trong ASEAN, phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững. Chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển năng động, mạnh mẽ và có ý nghĩa trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Vào tối ngày 8 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, được tin miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, miền Bắc Syria vừa xảy ra trận động đất gây hậu quả thảm khốc với hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương, nhiều nhà cửa và cơ sở vật chất bị hủy hoại. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia buồn, thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop và Chủ tịch Quốc hội Syria Hamuda Yousef Saba. Chuyển sang các thông tin khác, chiều 8 tháng 2, làm việc với Bộ Tư pháp về kết quả công tác của Bộ thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả nhiều mặt công tác của Bộ, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế và hợp tác quốc tế về pháp luật, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Nêu lên thực tiễn cho thấy, cần có sự hỗ trợ, hợp tác có trách nhiệm giữa các bộ ngành trong việc xây dựng, thực thi pháp luật và xử lý vụ việc phát sinh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư pháp cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Dư nợ tín dụng bất động sản tính đến cuối năm ngoái đạt khoảng 22,58 triệu tỷ đồng, tăng trên 24% so với năm trước đó. Đây là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn khi chiếm tới 1/5 tổng dư nợ của cả nền kinh tế. Và đây cũng là mức cao nhất trong 5 năm qua. Như vậy có thể thấy, tín dụng cho lĩnh vực này đã có mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn. Theo phân khúc, dư nợ tín dụng cho nhu cầu nhà thương mại chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 62%, còn thấp nhất là nhà ở xã hội với chưa đến 1%. Bất động sản là ngành đang đóng góp 11% GDP, có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề, tạo ra nhiều việc làm. Nhưng thời gian qua, dòng vốn có dấu hiệu thu hẹp, dư thừa nguồn cung nhà ở cao cấp, trong khi thiếu căn hộ trung cấp và giá rẻ. Thị trường còn thiếu minh bạch đã khiến giao dịch giảm, nhiều dự án ngừng trệ, không thể tiếp tục triển khai do thiếu vốn. Trước đó, chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tín dụng cho doanh nghiệp và coi đây là nút thắt cần gỡ để khơi thông cho các thị trường khác liên quan như trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị để sớm có giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Tại hội nghị tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng 8 tháng 2, các doanh nghiệp bất động sản đã kiến nghị cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để tiến đến tái cơ cấu các khoản nợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường. Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ tập trung nguồn vốn tín dụng vào các dự án khả thi, đảm bảo tính pháp lý, sớm đi vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Đồng thời, để đảm bảo an toàn của hệ thống Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc nhà ở cao cấp đang dư thừa nguồn cung, kinh doanh có tính đầu cơ, làm giá, lũng đoạn thị trường. Nếu rơi vào nhóm nợ xấu, doanh nghiệp bất động sản sẽ khó vay vốn tiếp và cũng khó lòng đảm bảo niềm tin đối với các nhà đầu tư trái phiếu. Do đó, được giữ nguyên nhóm nợ là đề xuất hàng đầu của nhiều doanh nghiệp bất động sản. Câu chuyện là cái nhóm khi mà gia hạn cái nợ để tránh trường hợp nhảy vốn nợ, và điều đó cũng là điều hỗ trợ cái việc mà giải ngân tiếp theo cho cái việc mà để sản xuất kinh doanh, tiếp cận các khoản vay tín dụng mới. Bởi vì hiện nay các doanh nghiệp đang bị thiếu dòng tiền, không có dòng tiền, bị âm dòng tiền, bị mất thanh khoản. Theo thống kê của công ty chứng khoán Bản Việt, 15 doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn nhất trên thị trường tính đến cuối năm ngoái có tổng giá trị hàng tồn kho vào khoảng 385.000 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm trước đó. Số vòng quay hàng tồn kho, chỉ số cho thấy tốc độ bán hàng của các doanh nghiệp bất động sản cũng giảm 1,5 lần trong năm ngoái. Vì thế, muốn cơ cấu lại thời gian trả nợ, trước mắt các doanh nghiệp bất động sản phải chuẩn bị phương án trả nợ khả thi cho ngân hàng. Một trong những nguyên tắc để thực hiện cơ cấu nợ đó là gì? Là cái việc mà sau khi cơ cấu xong thì cái doanh nghiệp đã được cơ cấu nợ đấy thì phải đảm bảo khả năng trả đủ gốc và lãi cho các ngân hàng. Như vậy thì ở đây chúng ta đặt ra là gì? Là phương án để cơ cấu nợ của các cái doanh nghiệp bất động sản là cái quan trọng nhất. Để tiếp tục cấp nguồn vốn mới cho các dự án bất động sản thì các ngân hàng cần có các tài sản thế chấp là các dự án bất động sản đã đủ pháp lý. Tuy nhiên, 70% khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp bất động sản lại rơi vào vấn đề thủ tục pháp lý, thủ tục đầu tư. Điều này không chỉ làm chậm quá trình triển khai dự án mà còn thiếu điều kiện để vay được nguồn vốn mới. Không biết đến bao giờ thì những cái thủ tục pháp lý đấy nó mới hoàn thiện. Thế do vậy mà cái đó nó chủ yếu, nó không lành mạnh ở những chỗ đó. Chứ còn nếu như là hoạt động bình thường, phát hành trái phiếu để đầu tư cho một cái dự án mà bây giờ pháp lý nó tốt và đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể là ra hàng và bán được, thì tôi nghĩ rằng là ngay cả ngân hàng hay là người dân có thể tin tưởng. Dòng vốn tín dụng là cần thiết, song không đủ sức và cũng không thể là giải pháp duy nhất để phá băng thị trường bất động sản vào lúc này. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng, cung ứng vốn đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Kết thúc năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước đạt trên 80,6% kế hoạch, tương ứng gần 540.000 tỷ đồng, đạt chưa đến 93% kế hoạch Thủ tướng giao và thấp hơn cả năm trước đó. Chính vì vậy, ngoài việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, các bộ ngành, địa phương còn phải khắc phục sớm những khó khăn, vướng mắc, quyết liệt tìm các giải pháp cụ thể, thiết thực hơn để đảm bảo tiến độ, cũng như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, theo đúng tinh thần trong chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt lớn nhất kéo chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những năm qua. Nên ngay sau khi Chính phủ phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm nay, thành phố Hà Nội đã xác định mục tiêu giải ngân vốn là phải có trọng tâm trọng điểm, phân cấp ủy quyền tập trung để gỡ khó, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm là vành đai 4, 3,5, 3 và các dự án giao thông liên kết vùng. Tất cả những cái cơ chế chính sách được rà soát, nhận diện và có cái chuẩn bị sớm, đặc biệt là vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, thì vừa rồi thành phố cũng đã ban hành một cái cơ chế chung cho toàn bộ cái việc các quận huyện ở trên cái đường vành đai 4, một cái cơ chế chung để tạo cái điều kiện cho các quận huyện triển khai đồng bộ và thống nhất. Giao thông vận tải là lĩnh vực được giao vốn đầu tư công nhiều nhất từ trước tới nay với hơn 94.000 tỷ đồng,
gấp 1,7 lần năm ngoái. Trung bình mỗi tháng, ngành này phải giải ngân hơn 7.800 tỷ đồng. Áp lực lớn, song việc chính phủ phân bổ sớm nguồn vốn đã giúp ngành giao thông vận tải có sự chuẩn bị, khắc phục các yếu kém được chỉ ra từ trước, là tiền đề tốt cho các ban quản lý dự án có thể giải ngân ngay trong những tháng đầu năm. Có cơ sở để yêu cầu các đơn vị thi công là đẩy nhanh tập trung huy động nhân lực, nguồn lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công ở hiện trường và ngay khi có sản lượng thì có thể kịp thời giải ngân cho các đơn vị. Có kế hoạch giải ngân từng tháng cho từng cái dự án, phân công các cái cán bộ có trách nhiệm vừa bám sát kế hoạch, vừa bám sát trên công trường, vừa bám sát với các công việc cụ thể. Các cơ quan ở bộ thì không đứng ngoài cuộc mà đồng hành, thường xuyên kiểm tra giám sát cũng như là nắm bắt các cái vướng mắc khó khăn vượt thẩm quyền của các chủ đầu tư để kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ giải quyết ngay. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được người đứng đầu chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm nay. Vì vậy, để tăng tốc giải ngân, việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành, địa phương và các ban quản lý dự án trong quyết định đầu tư, tránh phân bổ vốn chậm, dàn trải sẽ là khâu then chốt. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đến nay đã phân bổ được trên 638.613 tỷ đồng, đạt trên 90,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương trên 707.000 tỷ đồng. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là trên 104,6 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là trên 101,6 nghìn tỷ đồng, vốn nước ngoài là gần 3 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 1 này, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt có 1,72% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Với thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, dù có nhiều cố gắng, nhưng tỷ lệ giải ngân đầu tư công chỉ đạt chưa đến 70% kế hoạch vốn được giao. Bước sang 2023 là năm trọng điểm triển khai đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thành phố Hồ Chí Minh đã rút kinh nghiệm từ các năm trước, sớm phân bổ vốn ngay từ những ngày đầu của năm và vạch ra nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân đầu tư công tốt hơn. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh phân loại 4 nhóm dự án đầu tư công. Mỗi nhóm quy rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư. Mục tiêu là giảm thời gian triển khai các thủ tục. Các cái thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư công thì các cơ quan sở ban ngành liên quan giải quyết là tối đa là và giảm khoảng 30% thời gian so với quy định. Rồi sở kế hoạch đầu tư cũng sẽ đề xuất các cái cơ quan là trong quá trình phối hợp để giải quyết các thủ tục về đầu tư công thì các cơ quan cố gắng là giải quyết bằng hình thức là cùng nhau họp để lập biên bản họp thay cái biên bản họp bằng các cái văn bản. Giải phóng mặt bằng vẫn là khâu vướng mắc nhất trong triển khai đầu tư công ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay số lượng dự án giải phóng mặt bằng và có cấu phần bồi thường chiếm 30% trong tổng số dự án đầu tư công. Để không bị kéo dài và rồi đội vốn, thành phố tổ chức 3 tổ công tác gồm tổ mặt bằng, tổ ODA và tổ dự án lớn. Thành phố cũng ưu tiên bố trí toàn bộ vốn cho cấu phần bồi thường của tất cả các dự án đã có trong danh mục kế hoạch trung hạn. Đối với các dự án đã có phân bổ vốn rồi, thì đề nghị các chủ dự án, các chủ đầu tư là có kế hoạch triển khai ngay. Cuối tháng 2 này các ông chí phải báo cáo lại là dự án này năm nay tôi được phân bổ bao nhiêu vốn đó, thì kế hoạch triển khai như thế nào. Với các dự án danh mục dự phòng, thành phố yêu cầu chuẩn bị thủ tục để phân bổ vốn trước nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề xuất các cơ chế mạnh mẽ như kiến nghị Hội đồng Nhân dân được quyết định dự án độc lập công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng. Những cái dự án, những cái công trình giao thông trọng điểm trọng yếu của thành phố thì nó liên quan đến các bộ ngành trung ương. Thì các bộ ngành trung ương sẽ phải phối hợp tốt nhất với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các sở ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất. Năm 2023, tổng vốn đầu tư công thành phố Hồ Chí Minh là hơn 70.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn trung ương và vốn địa phương, cao gần gấp 2 lần so với năm 2022. Đây là thách thức không nhỏ. Năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân bằng không đã tự nhận không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục áp dụng đầu tư công là một trong những chỉ tiêu để xếp hạng thi đua. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Không khoan nhượng, quyết tâm ngăn chặn các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng,
Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm bản tin. Câu chuyện của cặp đôi vợ chồng bác sĩ tình nguyện sang Angola để chữa bệnh cho người dân bản địa. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Vòng tham vấn đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nâng cấp khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc đã bắt đầu hôm 7 tháng 2. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hai bên đã thảo luận kỹ lưỡng về các thủ tục, việc sắp xếp tổ chức và kế hoạch làm việc, cũng như lộ trình của các cuộc đàm phán sẽ diễn ra từ thời điểm này. Các cuộc đàm phán sẽ bao gồm các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kỹ thuật số và kinh tế xanh nhằm xây dựng một FTA Trung Quốc-ASEAN mang tính bao trùm, hiện đại, toàn diện hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việc nâng cấp này được cho là gửi đi tín hiệu rằng ASEAN và Trung Quốc cam kết biến khu vực thương mại tự do này trở nên phù hợp hơn với các doanh nghiệp, sẵn sàng cho tương lai và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc tăng cao qua hàng năm. Riêng năm 2022, tăng trưởng tới 15%, đạt khoảng 970 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng buôn bán động vật hoang dã đã có dấu hiệu dịch chuyển lên không gian mạng. Các hội nhóm trên mạng xã hội trở thành những khu chợ đen dành riêng cho hoạt động buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã nhập lậu, săn bắt được. Thực tế này đã làm gia tăng tình trạng săn bắt, giết hại nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Trong phần tiêu điểm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này và những giải pháp đang được triển khai để ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên không gian mạng. Mèo rừng, động vật được liệt kê trong danh mục nguy cấp, được các nick ảo ngang nhiên giao bán trên mạng xã hội, đặc biệt là vào thời điểm Tết Quý Mão. Đây chỉ là một trong vô số loài động vật hoang dã đang bị buôn bán công khai trên không gian mạng thời gian gần đây. Buôn bán động vật hoang dã thì phổ biến nhất mà Invi ghi nhận là nền tảng Facebook. Bên cạnh Facebook thì chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều các cái vi phạm về động vật hoang dã trên YouTube, trên TikTok hoặc là Zalo. Và đặc biệt là có nhiều đối tượng thì các đối tượng có thể là lập các tài khoản trên rất nhiều nền tảng khác nhau để cùng quảng cáo buôn bán động vật hoang dã. Và những sản phẩm động vật hoang dã thường xuyên bị quảng cáo buôn bán thì đó có thể là những cái sản phẩm của những cái loài nguy cấp quý hiếm như là gấu, hổ, ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê, mật kỳ đà, v.v. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, chỉ tính riêng 3 quý đầu năm 2022, cơ sở dữ liệu vi phạm về động vật hoang dã của ENV đã ghi nhận 2.600 vụ việc, trong đó chiếm tới 52% là các vụ việc vi phạm trên Internet với 1.326 vụ. Còn theo khảo sát với tất cả các nền tảng trực tuyến, trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử của Traffic Việt Nam từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 cho thấy có hơn 8.000 tin, bài quảng cáo giao bán công khai các sản phẩm động vật hoang dã. Trong đó phần lớn là các loại động vật hoang dã được bảo vệ nguy cấp và quý hiếm. Voi và các sản phẩm từ ngà voi là những sản phẩm được bán cũng như được tìm kiếm nhiều nhất. Các cái đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật thì thường sử dụng các cái nhóm công khai hoặc các cái nhóm riêng và kín và cần trình duyệt để tham dự cái nhóm này. Và nội dung các quảng cáo thì khá là phức tạp. Họ dùng biểu tượng này, biểu tượng cảm xúc này, họ dùng những từ lóng này và những cái từ mà khi họ post lên rất là rời rạc, nó chả có ý nghĩa gì liên kết với nhau, cho nên là việc tìm và phân tích cũng rất là khó. Mặc dù hầu hết các đối tượng đều nhận thức được sản phẩm mình đang giao bán là hàng cấm, nhưng lợi nhuận cao cùng với sự thuận lợi của môi trường mạng trong việc chào bán, giao dịch và lẩn trốn sự kiểm soát của các cơ quan chức năng đã khiến tình trạng mua bán động vật hoang dã trên môi trường mạng ngày càng gia tăng.
vì chúng ta đã có một cái hệ thống chế tài, các cái quy định pháp luật đủ mạnh. Người vi phạm có thể bị xử phạt từ 1 đến 100 triệu đồng cho cái hành vi quảng cáo không thôi. Và nếu mà cái đối tượng đó bị phát hiện đồng thời có cái hành vi nuôi nhốt, tàng trữ hay là buôn bán động vật hoang dã thì đối tượng đó hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù giam, hoặc là bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt lên đến 400 triệu đồng đối với cá nhân. Không gian mạng là không gian mở, nên cái việc buôn bán động vật hoang dã xảy ra tràn lan ở Việt Nam thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Việt Nam và những cái nỗ lực của Việt Nam trong cái cuộc chiến ngăn chặn cái tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã trái phép. Nhiều đối tượng quảng cáo giao bán động vật hoang dã trái phép trên Internet đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Những chế tài mạnh mẽ của các cơ quan chức năng với hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên Internet đã và đang thể hiện thái độ không khoan nhượng, quyết tâm ngăn chặn các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử và các tổ chức phi chính phủ cũng đang chung tay trong việc chủ động phòng chống buôn bán động vật hoang dã trên mạng xã hội. Bảo vệ động vật hoang dã chỉ bằng một cuộc gọi là thông điệp trong phim ngắn giới thiệu về đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Được thiết lập từ năm 2005, hotline 1800-1522 nhằm khuyến khích người dân thông báo vi phạm về động vật hoang dã, nâng cao tính hiệu quả và minh bạch của công tác thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã. Chúng tôi sẽ ghi nhận các cái vi phạm từ người dân thông báo hoặc là qua cái quá trình mà ENV có những cái chiến dịch để có thể phát hiện những cái vi phạm trên Internet, sau đó thì báo cáo với cơ quan chức năng để có thể là xử lý những cái vi phạm này, và cũng như là phối hợp với các cái nền tảng công nghệ để có thể là xóa bỏ những cái vi phạm, những cái đường dẫn, những cái bài viết, giữ gìn một cái môi trường mạng trong sạch, đẹp và không có các cái vi phạm về động vật hoang dã. Trước sự bùng nổ của tội phạm online, năm 2018, Quỹ Phúc lợi Động vật Quốc tế, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên và Mạng lưới Giám sát Buôn bán Động thực vật hoang dã toàn cầu khởi động Liên minh chấm dứt buôn lậu động vật hoang dã trực tuyến nhằm mục đích chuẩn hóa các chính sách về động vật hoang dã, tăng cường nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được chuỗi cung ứng và cách thức vận hành của các đường dây tội phạm động vật hoang dã trái pháp luật, nâng cao bộ lọc phát hiện tự động, đồng thời trao quyền cho người dùng báo cáo nội dung đáng ngờ. Với sự bắt tay của 47 công ty công nghệ toàn cầu, trong đó có các công ty Việt Nam như Sapo, Haravan, Chili, hơn 11,6 triệu quảng cáo về động vật hoang dã đã bị gỡ hoặc chặn, 2.500 từ khóa được chia sẻ để huấn luyện AI và hàng nghìn nhân sự được đào tạo về phòng chống hoạt động buôn bán động vật hoang dã trên nền tảng của mình. Chúng tôi cam kết hành động nói không với các việc mà hỗ trợ cho cái việc buôn bán hay là kinh doanh các cái sản phẩm này. Cái liên minh này ấy, thì nó là một cái sáng kiến mang lại những cái cơ hội cho tức là những cái công cụ mà có thể được tham gia hỗ trợ vào trong cái việc mà hạn chế cái việc mà quảng bá hoặc là buôn bán trên cái nền tảng trực tuyến. Cái thứ hai nữa là có một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là họ giống như những người là những người tiên phong, tức là những người mà người ta thể hiện cái cam kết hành động và từ đó thì sẽ dẫn dắt những cái doanh nghiệp khác. Họ là những cái công ty và những sàn thương mại điện tử rất lớn, ví dụ như là Taobao, Alibaba, và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đang chiêu mộ thêm các cái thành viên để họ cùng tham dự cái liên minh toàn cầu này. Bởi vì khi tham dự cái liên minh toàn cầu này thì chúng ta sẽ có một cái tiếng nói toàn cầu hơn, bởi vì đây không phải là một cái vấn đề riêng của Việt Nam. Như tôi nói là không có biên giới mà, cho nên là việc buôn bán trực tuyến này sẽ cần có sự góp sức của tất cả các quốc gia. Song song đó thì chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp các cái thông tin liên quan đến các cái khảo sát của chúng tôi cho các cơ quan chức năng, các nhà thực thi pháp luật để họ có thể hiểu hơn về các cái xu hướng và đưa ra những cái dự phòng trong tương lai. Với nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại điện tử cùng với sự vào cuộc giám sát từ cộng đồng, Internet sẽ không còn là khu vực an toàn để các đối tượng buôn bán động vật hoang dã lợi dụng, che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Việt Nam có đa dạng sinh học hàng đầu thế giới, nhưng cũng là một trong những điểm nóng về săn bắt, tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã. Trước sự phát triển ngày càng tinh vi của hoạt động buôn lậu, cách tốt nhất là phải chủ động phòng chống. Bên cạnh nỗ lực của chính phủ, nếu mỗi doanh nghiệp, người dân đều thể hiện quan điểm, ý chí mạnh mẽ,
cùng quyết tâm hành động thì sẽ góp phần phòng chống được nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam. Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước Angola xa xôi nhưng lại có những hình ảnh rất gần gũi. Đó là tiếng Việt thân thương, là lá cờ đỏ sao vàng và nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện của cặp vợ chồng bác sĩ, anh Nguyễn Xuân Quyết và chị Nguyễn Thúy Quỳnh, những bác sĩ người Việt tình nguyện sang đây để chữa bệnh cho người dân Angola. Một cặp đôi đặc biệt. Mình là bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh duy nhất của tỉnh, còn Quỳnh là bác sĩ mắt duy nhất của tỉnh. Tạm xa đứa con bé bỏng để tới với châu Phi xa xôi. Nó đi thì em bé mới có 10 tháng tuổi thôi. Để mang đến những điều kỳ diệu. Đó là cặp đôi anh Nguyễn Xuân Quyết và chị Nguyễn Thúy Quỳnh, hai bác sĩ người Việt tự nguyện sang Angola làm việc theo chương trình hợp tác của Bộ Y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân bản địa. Ở bên này vấn đề về sức khỏe, người ta gặp bệnh về truyền nhiễm rất là nhiều, như là bệnh sốt vàng này, chảy này, hay là những sốt rét thì rất là nhiều xảy ra thường xuyên. Nên là cho dù là bất cứ mình đi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông thì lại phải quay về viện, điện thoại đổ chuông là phải quay về viện. Mọi người qua một ngày một đêm thì Quỳnh nhà ta đã đi trực về kìa mọi người kìa. Quỳnh đi trực về thì mình chuẩn bị mình đi làm. Quỳnh đã đi làm về, bây giờ đến lần Quyết đi làm rồi. Thấu hiểu những thiếu thốn của người dân châu Phi, anh Quyết và chị Quỳnh chấp nhận xa gia đình, xa đứa con mới sinh với mong muốn phần nào tạo nên những sự thay đổi. Thế là mình hướng dẫn cho các bạn ấy cách làm nông nghiệp này. Bây giờ là có của ăn của để, là mình đang giúp tiếp các bạn ấy quản lý tài chính như thế nào, chi tiêu như thế nào trong gia đình. Vậy là từ đó, hàng ngày bên cạnh công việc khám chữa bệnh tại bệnh viện, anh chị lại đi làm những công việc bao đồng, để người dân có những lần đầu quý giá. Lần đầu tiên tiếp cận với chiếc máy trồng lạc, gọi vui là công nghệ 4.0. Ta về Ali, nành bài xù ra tên Cimenti. Lần đầu được ăn những món ăn ngon mà chưa từng được thưởng thức. Và hơn cả là một cuộc sống dần đổi thay. Cảm ơn bác sĩ người Việt Nam rất nhiều. Tôi không biết là phải nói gì hơn. Người Angola chúng tôi có người làm nương tới hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ là bán được nhiều tiền như thế này. Trông theo kiểu người Việt Nam, một nửa cân hạt giống đỗ đen đã được 23 kg. Trước đây thì chỉ được có 10 kg mà thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không còn ranh giới của những người xa lạ, không còn khác biệt màu da. Tất cả chỉ còn nụ cười, niềm vui và những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của những người dân bản địa. Tình yêu với lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam lại nhân lên nhiều hơn từ đó. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.